bậc nhất là đối với sin cos thì ta có dạng là a sin u cộng b cos u bằng c, với điều kiện là sin và cos phải cùng bậc nhất và cùng một góc u. Chứ ông này ví dụ ông này là x, ông này 2x thì lại không phải nha, là phải cùng một góc u cùng bậc nhất. Thì đây là phương trình đặc biệt. Người ta chứng minh được là không phải lúc nào nó cũng giải được, có nghiệm, mà điều kiện có nghiệm là như sau. Điều kiện có nghiệm là tổng bình phương của hệ số theo sin cos thì lớn hơn hoặc bằng bình phương hệ số tự do bên phải. Tổng bình phương hệ số theo sin cos lớn hơn hoặc bằng bình phương hệ số tự do ở bên phải. Và ta sẽ minh họa qua một cái hình ảnh ở một bài tập sau. Đấy. Chẳng hạn khi vào thi chúng ta có một câu hỏi là phương trình nào sau đây vô nghiệm. Thì bây giờ chúng ta điểm lại một chút về bài cũ này. Bây giờ mời bạn Kiều My đi. Mời bạn Kiều My bật mic nào. Dạ thầy. Rồi, bây giờ coi như câu A câu C dài quá ta chưa quan tâm. Bây giờ theo em câu B này nó có nghiệm không? Có nghiệm hay vô nghiệm? Dạ có nghiệm. Vì sao có nghiệm? Dạ vì số đó lớn hơn âm 1 và bé hơn 1. Rồi, tốt. Thế câu D có nghiệm không? Dạ có. À, cái anh tang bằng một số thì luôn có nghiệm nha. Dạ. À, cái anh tang bằng một số luôn có nghiệm. Đó. Như vậy là câu B và câu D là chúng ta đã giải quyết xong. Rồi, cảm ơn bạn Kiều My. Đấy nhá. Cái thủ thuật khi các em làm việc với phương trình trắc nghiệm, với những cái câu hỏi trắc nghiệm thì mình phải chọn lựa những cái đối tượng mà ngắn, đơn giản, có quen biết chúng ta phát hiện trước. Vậy chúng ta sẽ loại đáp án B. Chúng ta loại đi đáp án B, loại đáp án D. Và ở hai câu A và C, ở cả hai câu A và C đều có cấu trúc này: A sin U, B cos U, A sin U, B cos U. Đấy, và một cái hệ số C. Cả câu A và câu C đều thế. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ đi kiểm tra sự có nghiệm hay vô nghiệm lần lượt từng cái một. Để kiểm tra, các em phải đọc ra được hệ số theo sin. Ở đây hệ số theo sin chính là số 1. Hệ số theo cos là căn 3. Thì em hãy cộng bình phương hai hệ số đó lên. Rồi em kiểm tra nó có lớn hơn hoặc bằng bình phương hệ số ở bên phải không? Thì tổng này là bằng 4 này. Bây giờ bình phương hệ số bên phải là âm 3 bình. Âm 3 bình là bằng 9. À, thì ta thấy là 4 thì như thế nào với 9? À, rõ ràng, ít nhất nếu mà đã từng học lớp 1 thì ta biết là 4 nhỏ hơn 9. À, và tiêu chuẩn để có nghiệm là tổng bình phương hệ số sin cos phải lớn hơn hoặc bằng. Nhưng đây nhỏ hơn. Cho nên anh A này chính là anh vô nghiệm. À, và đáp án chúng ta chọn đáp án là A. Còn anh C, đây, anh C ta nhầm một chút này. Hệ số theo sin là căn 3. Hệ số theo cos là âm 1. Rồi, tổng bình phương lên cũng lại bằng 4. Và hệ số bên phải bình phương lên cũng lại bằng 4. À, thì hai vế đủ bằng nhau. Dấu bằng xảy ra cũng được, mà dấu lớn xảy ra cũng được. Nên ở câu C này, phương trình này có nghiệm. Thì sau này á, chúng ta sẽ có một cái hệ thống, một số bài tập riêng về điều kiện để anh này có nghiệm, vô nghiệm. À, cái loại bài tập đó là sẽ tìm tham số mờ luôn, để chúng ta sẽ có một cái chuyên đề khác. À. Rồi, bây giờ chúng ta cùng bàn tới cái thuật giải. À, chúng ta bàn tới thuật giải cho phương trình này. Nó có cái thuật giải khá là hay. À, thôi ta làm tiếp một cái ví dụ số 2. À. Rồi, bây giờ các em hãy tự mình làm ví dụ 2. À, quên mất còn ví dụ 2. Tìm m để phương trình này có nghiệm. À, các em hãy áp dụng công thức ở trên. Đây, tiêu chuẩn để phương trình có nghiệm ở trên đây. Thay vô. À, và sau đó các em hãy comment đáp án mình chọn vào trong mục chat. Rất là nhanh. Ba bạn thầy vừa nói xong là chọn D.
À, không biết là làm trước cái chưa? Rồi, ta thấy có Khánh Linh này, Phùng Hường, Ngọc Khuê, Thu Hằng chọn D. Rồi, bây giờ chúng ta cùng theo dõi. Đây là cấu trúc A sin U cộng B cos U bằng C. Ở đây đặc biệt là U chính là chữ X luôn. Cho nên tiêu chuẩn để nó có nghiệm là bình phương, tổng bình phương hệ số theo sin cos. Đây, tổng bình phương hệ số theo sin cos lớn hơn hoặc bằng bình phương số bên phải. Và ta thu được cái gọi là bất phương trình bậc 2. Bên này là 9, bên này 25 chuyển qua 9 trừ 25 là trừ 16 lớn hơn hoặc bằng 0. Chú ý rằng đây bất phương trình bậc 2, đừng tự giải tay, hãy lấy máy mà bấm bấm cho nó trúng là được. Thì được đáp án là m bé hơn hoặc bằng trừ 4 hoặc là m lớn hơn hoặc bằng 4. Đó, và đây chính là đáp án mà các em đã chọn. Ha. Bạn nào chưa ghi bài kịp thì chúng ta tí nữa có thể xem lại các cái bài giảng của thầy. Ha. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển qua nói về cái chuyện là có số, hệ số thật thì chúng ta giải nó như thế nào. Thì phương pháp giải cũng khá là thú vị. Có hai cách. Cách một là làm theo kiểu tự luận như sách giáo khoa. Và cách hai là chúng ta sử dụng máy tính Casio. Và ở đây thầy khuyên là các em nên tận dụng Casio cho nó đỡ phải nhớ nhiều. Chúng ta sử dụng chức năng Shift cộng vào trên máy tính. Đây. Ở trên máy tính chúng ta sẽ bấm Shift, bấm phím cộng, nó sẽ hiện ra chữ pole. Và quy ước này, em sẽ nhập hệ số theo sin trước, hệ số theo cos sau, ngăn cách bởi dấu phẩy. Dấu phẩy thì bấm Shift ngoặc đơn bên phải là ra dấu phẩy. Nhá, chúng ta chú ý điều đấy. Đây, nhập hệ số theo sin trước, nhập dấu phẩy, nhập hệ số theo cos, sau đó bấm bảng. À, thì đối với máy xịn, ví dụ như thầy nhập này, thầy nhập 1 này, Shift phẩy căn 3. Thì máy xịn này các em phải để chế độ độ nhá, radian nó sẽ ra số 6. Đây. Đây máy của thầy đang radian nên nó xấu. Giờ thầy sẽ điều chỉnh cho đẹp như sau. Shift menu chọn số 2 Enter unit à, và chọn số 1 là degree là độ. Không biết của em có tiếng Việt không, cái máy của thầy nó chỉ tiếng Anh. Thầy bấm bằng lại này. Đây, R bằng 2 à, góc delta bằng 60 độ. À, đó. Thì còn bên cái máy của VN570 á, thì mình để gọi ra các số đó mình sẽ bấm RCL ngoặc đơn bên phải nhá. RCL ngoặc đơn bên phải là ra số 2 này này. RCLSD thì ra số 60 và được cái máy 570 nó ra số đẹp, nếu để radian là nó ra số đẹp luôn. Đó, được số Y. Thì lúc đó cái phương trình ban đầu được thu gọn lại thành sin mở ngoặc nhé, x x là chính là cái số 2 này này, đó, sin mở ngoặc góc u cộng với góc delta, cái góc delta này này, à, đây là gọi bằng c. Nghĩa là gì? Nghĩa là đã đưa được nó về dạng phương trình cơ bản theo sin. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem và các cái trường hợp đặc biệt. À, đây. Ví dụ thứ nhất thầy đã đánh máy này. Sin x trừ căn 3 cos x bằng 2 này nhá, sin x trừ căn 3 cos x bằng 2. Rồi, đây thầy biểu diễn bấm bằng VN plus nhá. Thì để ở chế độ radian, shift cộng này hiện ra chữ pole này. Rồi. Nhập hệ số theo sin là số 1 này. Shift ngoặc đơn bên phải ra dấu phẩy này. Nhập hệ số theo cos là trừ căn 3, bấm bằng một phát. Rồi, R bằng 2. À, nhá. Chính là cái số x đấy, R bằng 2 là số x. Cái góc delta xấu em bấm RCLSD thì nó sẽ ra đẹp nhá. Em bấm RCLSD. Đây, nó ra góc trừ pi trên 3. À. Rồi, bây giờ thầy biểu diễn bấm bằng cái ông này. À, ông này thì cũng bấm như thế, rồi bấm bằng một cái. Đấy nhá, em so sánh hai kết quả. Thì ông đây là trừ pi trên 3. Thì pi là 88 chia 3 chính là 60 độ. Cho nên anh nào mà dùng cái máy xịn này thì phải tự quy đổi 60 độ này thành bao nhiêu pi gì gì đấy. À. Và tóm lại là số theo R này này, cái số theo R này này chính là số x. Thì em viết nó ở ngoài đây nhá, em viết ngoài đây, số R em viết ngoài đây. À. Đây, cái số R em viết ngoài đây. Sin mở ngoặc này, sin mở ngoặc này. Ừ. Trong này
này là góc viết lại, góc là góc x, em viết lại. À, góc x là viết lại này. Rồi cái góc delta, đó, delta là mình bấm RCLSD á, nó báo trừ pi trên 3. Còn ông bên này mà âm 60 độ cũng lo mà tự quy đổi ra thành trừ pi trên 3. Xong, đây là thu gọn vế trái. Rồi, vế phải bằng 2, viết lại. Và ta nhớ lại, đây là phương trình theo sin. Thì lúc này các em hãy giản ước hai vế 2, 2, chúng ta giản ước. Đó là còn sin bằng 1. Và nhớ cho, sin bằng 1 là trường hợp gì? Trường hợp đặc biệt. Nên góc bằng shift sin và cộng với cả hai pi. Và sau đó chúng ta suy ra. Rồi, có bạn nào chưa hiểu về cái cách bấm và trình bày thì các em bật mic nói đi. Thầy nhắc lại, có bạn nào chưa hiểu về cách bấm máy này, cách trình bày, các em hãy bật mic để thầy giải thích cái chỗ mà em chưa hiểu. Không ai bật mic cả, nghĩa là đều đã hiểu. Vậy bây giờ các em hãy tự mình làm cho thầy câu B. Chú ý quy tắc là số theo sin trước, số theo cos sau nha. Chú ý hãy bấm số theo sin trước, số theo cos sau ở cái shift pole.